Giá Bitcoin hôm nay mùng 4 tháng 12 giảm sốc, thị trường đồng loạt mất giá. Giá Bitcoin hôm nay giảm cực mạnh và thị trường cũng ghi nhận mức giảm mạnh từ nhiều đồng tiền. Ghi nhận vào thời điểm 7 giờ 30 phút sáng, giá Bit đứng ở 53,5 ngàn USD một Bit, giảm 5,66% so với 24 giờ trước đến 10 giờ 30 phút sáng. Bit tiếp tục giảm sâu xuống 52,8 ngàn. Trên thị trường, chỉ có 6 trên 100 đồng tiền hàng đầu tăng giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong đó, mức tăng cao nhất thị trường thuộc về Cosmos, tăng 10,75%. Đồng tiền giảm giá nhiều nhất là Gala, giảm đến 15,63% trong ngày. Một số nhà phân tích đang chú ý đến tốc độ nới lỏng tiền tệ toàn cầu chậm hơn. Điều này có thể làm giảm sự thèm muốn của các nhà đầu tư đối với các tài sản đầu cơ như tiền điện tử và cổ phiếu. Theo quan điểm của chúng tôi, tốc độ mà các hợp đồng thanh khoản toàn cầu là yếu tố quan trọng nhất đối với hiệu suất tiền điện tử trong những tuần tới và thậm chí có thể vào đầu năm 2022. Sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ lưu ý rằng hiệu suất thị trường tổng thể có thể bị xáo trộn khi diễn ra cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 14 đến 15 tháng 12. Việc ổn định tiền tệ ổn định vào năm 2022 dẫn đến cả lợi nhuận thấp hơn cho cổ phiếu và thua lỗ đối với trái phiếu và sự biến động lớn hơn trong 20 tháng qua. Chiến hữu của Warren Buffett cảnh giác với cơn sốt giá cổ phiếu, đề phòng tiền ảo. Tại một hội thảo, tỷ phú Charlie Munger, cấp phó của nhà hiền triết xứ Omaha Warren Buffett, cảnh báo thị trường tài chính hiện nay còn điên cuồng hơn kỷ nguyên dot-com hơn 20 năm trước. Theo ông, định giá cổ phiếu đang quá cao và tiền ảo không phải món đầu tư có lợi. Môi trường đầu tư hiện tại khắc nghiệt hơn so với những gì ông từng thấy trong hàng chục năm qua. Chiến hữu lâu năm của tỷ phú Warren Buffett cảnh báo, thị trường tài chính toàn cầu hiện còn điên rồ hơn so với thời kỳ bong bóng dot-com hai thập kỷ trước. Trong đó, định giá cổ phiếu quá cao khiến nhà đầu tư khó có lãi. Tôi nghĩ định giá tài sản thời kỳ dot-com khó tin hơn bây giờ. Song, nhìn chung, tôi lại thấy thời điểm này thậm chí còn điên cuồng hơn kỷ nguyên dot-com, tỷ phú Charlie Munger nhấn mạnh. Cũng tại hội nghị trên, phó tướng của Warren Buffett cũng cực lực chỉ trích cơn sốt tiền ảo, đồng thời khẳng định Trung Quốc đã đúng khi cấm giao dịch tiền ảo. Tôi không bao giờ mua tiền ảo, ước gì chúng chưa bao giờ được phát minh ra, nhà đầu tư huyền thoại nhấn mạnh. Ông nói tiếp, tôi tin Trung Quốc đã đưa ra quyết định đúng đắn khi cấm tiền ảo. Trái lại, nước Mỹ hành động quá sai lầm. Theo chia sẻ của vị tỷ phú, ông muốn kiếm tiền bằng cách bán cho mọi người những tài sản tốt, có giá trị, chứ không phải những thứ gây hại cho nhà đầu tư. Tin tôi đi, những người tạo ra tiền ảo không hề nghĩ đến khách hàng, họ chỉ biết đến chính mình, tỷ phú Mu khẳng định. Ngoài ra, chiến hữu của Warren Buffett nói ông vẫn là người hâm mộ Trung Quốc, cho rằng chính quyền Bắc Kinh hành xử đứng đắn hơn Washington. Ba lỗi cơ bản khiến nhiều nhà đầu tư Việt Nam bất sập tiền điện tử. 1. Quên lộ mật khẩu ví. Nguyên nhân dẫn đến mất xích race khá đa dạng như nhờ người khác tạo ví, lưu cụm từ trên các dịch vụ đám mây, lưu trên máy tính nhiễm mã độc, nhập nhầm xích race. Trong khi đó, việc lấy lại gần như là không thể do tính chất ẩn danh phi tập trung của tiền điện tử. Theo khuyến cáo của các nhà cung cấp, người dùng nên ghi nhớ cụm từ khôi phục bí mật bằng cách viết ra giấy, lưu trữ offline hoặc có thể lưu trữ tiền điện tử bằng ví lạnh dạng USB. 2. Nhầm địa chỉ, mạng lưới khi chuyển tiền. Một số mạng lưới chuyển tiền phổ biến có thể kể đến là ERC20, TRC20, PEP2, PEP20. Ví tiền điện tử trên các mạng này vốn có cấu trúc giống nhau với 42 ký tự tương tự hình thức với nhau, nên nhiều người tưởng nhầm là một. Vì vậy, trước khi chuyển tiền, cần đảm bảo chọn đúng mạng lưới ở cả bên nhận và bên chuyển, đảm bảo đã sao chép đúng địa chỉ ví và nên xác nhận lại 1 đến 2 lần với người mà bạn đang giao dịch. 3. Mất cảnh giác dẫn đến bị lừa. Không ít những người mới tham gia thị trường đã mất số tiền hàng nghìn USD do để kẻ xấu chiếm quyền truy cập ví. Kịch bản lừa người dùng có thể kể đến như mạo danh admin dự án yêu cầu người dùng cung cấp thông tin ví, tạo website hoặc nhóm Telegram mạo danh dự án ví sàn DEX, tặng token để dụ người dùng giao dịch,
đề nghị người dùng nạp một số tiền điện tử sau đó sẽ trả lại. Làm thế nào để Bitcoin biến Michael Saylor thành nghìn tỷ phú đầu tiên trên thế giới vào năm 2025? MicroStrategy vẫn đang ngày ngày chi hàng tấn tiền mặt vào Bitcoin. Vừa mới đây, công ty cũng mua thêm 7.002 BTC, 395.6 triệu USD. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty hiện nắm giữ 121.044 BTC, 6.8 tỷ USD, biến công ty trở thành nơi có danh mục đầu tư Bitcoin lớn nhất so với bất kỳ công ty đại chúng nào trên thế giới. Vốn hóa thị trường tổng tài sản của MicroStrategy là 7.31 tỷ USD và Bitcoin hiện chiếm hơn 90% tổng giá trị. Với những khoản đầu tư to lớn này, theo Forbes, tài sản cá nhân của CEO Michael Saylor ở mức 2.6 tỷ USD và bản thân Saylor sở hữu 17.732 BTC, hiện trị giá 1 tỷ USD. Bên cạnh đó, Saylor duy trì 23.7% cổ phần trong MicroStrategy, ước tính trị giá 1.25 tỷ USD sau khi đã hạch toán hết các khoản nợ của công ty. Với phần lớn tài sản tại MicroStrategy là Bitcoin, tất nhiên giá cổ phiếu của công ty tăng và giảm cùng với giá của Bitcoin và cũng kéo theo sự giàu có của Saylor nếu giá Bitcoin tăng. Vậy Saylor phải đáp ứng những điều kiện gì để trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới vào năm 2025? 1. Điều kiện tiên quyết hàng đầu chính là Saylor phải giữ MicroStrategy mua thêm Bitcoin vì có một minh chứng rõ ràng rằng công ty đã tăng trung bình hơn 0.5% mỗi ngày kể từ khi mua Bitcoin đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái. 2. Giá Bitcoin tăng lên 728.600 USD, kéo theo số lượng BTC của MicroStrategy đạt hơn 5 triệu BTC, 3.74.000 tỷ USD. Như vậy, MicroStrategy sẽ có tổng giá trị lên đến 3.87.000 tỷ đô la, phần lớn vẫn nhờ vào Bitcoin. Điều này giúp cho cổ phần của Saylor trong công ty, nếu không thay đổi, sẽ đạt mức khổng lồ là 916.9 tỷ USD. 3. Vào năm 2025, với mức giá Bitcoin đạt 728.600 USD, số Bitcoin mà Saylor sở hữu sẽ có giá trị lên đến 12.9 nghìn tỷ USD. Hơn nữa, các tài sản cá nhân khác của Saylor như du thuyền, bất động sản, cổ phiếu sẽ trị giá 75.4 tỷ USD trong điều gì sẽ xảy ra nếu Bitcoin lên 150.000 đô la trong tương lai gần? Các dự đoán giá Bitcoin đã có nhiều trên thị trường tiền điện tử. Nhiều dự đoán vẫn vô cùng lạc quan về giá của Bitcoin, bất chấp sự giảm giá nặng nề gần đây. Mốc giá mà đa phần các nhà phân tích đều cho rằng Bitcoin sẽ đạt được vào tương lai gần là 150.000 đô la. Vậy thời điểm chạm đến mức giá mơ ước này, điều gì sẽ xảy ra? Theo nhà phân tích nổi danh Benjamin Cohen đã bày tỏ sự lo lắng về mức giá đó. Ông chia sẻ rằng, liệu xu hướng giá của Bitcoin có bền vững không nếu tăng lên tới 150.000 đô la vào tháng tới? Nếu giá tăng lên như vậy, điều đầu tiên xảy ra chính là sự bán tháo ồ ạt và thị trường sẽ đi xuống. Sẽ không có nhu cầu mua mới nào có thể bù đắp được áp lực bán ra mà Bitcoin sẽ trải qua sau khi tăng nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Cohen cũng nói thêm rằng rất nhiều điều có thể thay đổi trong những tháng sắp tới. Theo thời gian, không gian tiền điện tử ít nhất là đối với Bitcoin, các chu kỳ giá sẽ ngày càng khó phân biệt với nhau hơn và sẽ khó khăn trong việc dự đoán giá của Bitcoin. Hơn nữa, trong tương lai gần, nếu Bitcoin tăng lên mức 150.000 đô la như dự đoán, nghĩa là giá Bitcoin đã có thể được các nhà phân tích kiểm soát thông qua các chu kỳ dự đoán giá. Như vậy, có khả năng sẽ thấy sự chồng chéo ngày càng gia tăng giữa các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu công nghệ truyền thống và những người nắm giữ BTC. Điều này có thể làm tăng điểm tương quan giữa các tài sản đó. Mặc dù lo lắng như vậy, Cohen vẫn là nhà phân tích có xu hướng lạc quan khi dự đoán giá Bitcoin thậm chí lên đến 1 triệu USD trong tương lai. Mọi ánh mắt đều đang hướng về Web 3.0 và Metaverse. Nhiều tiếng nói trong ngành tin rằng Web 3 được thiết lập để thay đổi bộ mặt của Internet và do đó các quỹ liên tục đổ vào không gian này. Gần đây, Hash có trụ sở tại Hàn Quốc đã huy động được 200 triệu USD để hỗ trợ cho các khoản đầu tư cho Web 3. Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào Web 3.0 và Metaverse. Trong bối cảnh Web 3, doanh nhân và nhà bình luận tiền điện tử Balaji Srinivasan đã chia sẻ suy nghĩ của mình. Web 3 mang đến triển vọng về sự thịnh vượng chung trên toàn thế giới. Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman gần đây cũng cho rằng công nghệ Web 3 có thể đánh bại xu hướng giảm lợi nhuận của các quỹ vốn liên doanh vào năm 2020 và tương lai Web 3 có thể mang lại mức lợi nhuận giống như những năm 2010. Khi nói về Web 3, có thể nói rằng Metaverse là chủ đề nóng nhất trong không gian. Grayscale trong báo cáo tháng 11 đã tuyên bố rằng Metaverse có tiềm năng trở thành một ngành công nghiệp nghìn tỷ USD vào năm 2022 và Metaverse đi đầu trong sự phát triển của Internet Web 3.0. Ngay cả chiến lược gia của Bank of America, Haim Israel Poey cũng lạc quan về không gian. Ông gọi Metaverse là một cơ hội lớn cho không gian kỹ thuật số và ngân hàng chúng tôi sẽ sớm bắt đầu sử dụng tiền điện tử làm tiền tệ. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến ngược lại, như người đồng sáng lập Solana Rise Gokhan đã chia sẻ, tôi lo lắng rằng Metaverse bị thổi phồng quá mức
tôi chưa từng thấy sự cường điệu nào trên các phương tiện truyền thông xã hội chính thống về một sản phẩm hoặc danh hiệu. Nhà phân tích Jackson Bizino, 5 đồng tiền điện tử sẽ tăng mạnh trong quý đầu tiên của năm 2022. News mà yếu tố thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Jackson Bizino đã có những dự đoán chi tiết về 5 đồng tiền điện tử mà ông tin rằng sẽ tăng mạnh trong quý đầu tiên của năm 2022. 1. Đầu tiên trong danh sách của Bizino là Curve DAO Token, CRV, token quản trị cho Curve Finance, một sàn giao dịch phi tập trung cho stablecoin. Theo nhà phân tích, biểu đồ giá cho thấy CRV có vẻ sẽ sớm tăng giá, nhưng sẽ không nhanh chóng như các token hệ Metaverse như Descent, Scoxen hay Decentraland Mana. Hiện tại, CRV giao dịch quanh mức $4.62, giảm 1.85% trong 24 giờ qua. 2. Thứ hai trong danh sách của nhà phân tích là Polygon Matic. Kizino cho biết, Matic chỉ mới bắt đầu tìm lại được chính mình sau khi đi ngang so với Bitcoin. Anh lưu ý rằng, nếu thị trường tổng thể về tiền điện tử chuyển mạnh sang Ethereum, ETH, thì Polygon Matic có vẻ tốt. Hiện tại, Matic giao dịch quanh mức $2.1, tăng 3.1% trong 24 giờ qua. 3. Lựa chọn tiếp theo là Terra Luna. Hiện tại, Luna giao dịch quanh mức $66.35, tăng 7.7% trong 24 giờ qua. 4. Lựa chọn thứ tư của nhà giao dịch là STX, tài sản gốc cho Stack, một mạng blockchain mã nguồn mở và dự án nhà phát triển Bitcoin. Stack đã đột phá và có thể thấy lợi nhuận trong ngắn hạn. Hiện tại, STX giao dịch quanh mức $2.43, giảm 12.3% trong 24 giờ qua. 5. Cuối cùng là Rune, tài sản gốc cho ThorChain, một nền tảng blockchain nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao tài sản an toàn và rẻ giữa các blockchain khác nhau. Rune đã và đang tạo ra các mức thấp hơn và mức cao hơn so với Bitcoin BTC. Nhà phân tích cho biết, tài sản này cũng sẽ phải vượt qua Ethereum vì nó là người chơi mạnh nhất tại thời điểm hiện tại. Hiện tại, Rune giao dịch quanh mức $10.27, giảm 1.9% trong 24 giờ qua. Hãy đăng ký kênh để cập nhật thông báo mới nhất hàng ngày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.